Hello mọi người, nhất là các anh chị sinh năm 1972, tuổi Nhâm Tý. Đây là clip mà em làm về vận hạn 6 tháng cuối năm Đinh Dậu 2017 cho các anh chị. Nếu các anh chị thấy hay thì bấm like và share video cho mọi người tuổi Nhâm Tý cùng biết để mà có những cái phương án phòng tránh cái tuổi này. Bởi vì tuổi này năm nay thì theo như mà tính toán thì nó là có cả nam lẫn nữ đều là những cái ngôi sao xấu chiếu mệnh, tức là nam la hầu, nữ kế đô ha. Thì đầu tiên ấy, tuổi Nhâm Tý ấy, là năm nay ấy, là không vướng tam tai, không vướng hoàng ốc nhưng mà vướng kim lâu. Thì vướng kim lâu thì không nên xây dựng nhà cửa, thì vướng kim lâu thì xây dựng nhà cửa thì không nên ha. Thì xét nội tại của cái tuổi này ấy, thì can chi của năm sinh ấy, thì can của Nhâm ấy, thì là hành thủy ha, can của Tý thì cũng là hành thủy, cho nên là can chi bằng nhau ha. Thì nếu mà can chi bằng nhau thì là nội tại của tuổi này á, là một cái người can chi bằng nhau thì họ sẽ là những người tương đối là có năng lực, và nội tại thành công của họ thì phải tự lực cánh sinh nhiều hơn là sự giúp đỡ của người khác đó. Và người mà tuổi này người ta hay gọi là nam nhâm nữ quý, thì người mà tuổi này nam thì sẽ tốt mạng hơn là nữ. Tại vì nếu như là nam thì nhâm, mà nữ mà nhâm thì là lỗi số, và thường nữ tuổi này sẽ không có sung sướng mà không có nhiều cái thành công may mắn như là nam. Rồi đó là luận đoán sơ. Và tuổi Nhâm Tý là có mạng mộc, tam khô mộc, nhưng mà tam khô mộc là tam khô mộc dương, cho nên tuổi này kêu là tuổi dương. Và tuổi dương ấy, thì sinh vào tháng 1 3 năm 7 là những người thuận số, thuận lẽ của âm dương ngũ hành. Những người sinh 2 4 6 tháng tháng chẵn á thì là nghịch, nghịch về âm dương ngũ hành. Và những người mà nghịch về âm dương ngũ hành thì họ sẽ không có đạt được cái sự may mắn so với những người mà sinh vào tháng dương, từ tuổi dương sinh vào tháng dương thì sẽ tốt hơn là tuổi dương sinh vào tháng âm. Cho nên là ngay cả trong tuổi này sẽ có những cái sự khác biệt nhau. Người nào mà sinh vào tuổi tháng tháng lẻ thì họ sướng, người nào sinh vào tháng chẵn thì họ sẽ không may mắn bằng. Đó là như vậy. Tương quan của bản mệnh và nạp âm ngũ hành thì nam thuộc cung khảm hành thủy, mà thủy thì tương sinh mộc, tức là nạp âm ngũ hành sinh bản mệnh. Đây là một điều tốt về cuộc sống sau này. Trai nhâm gái quý nữa, cho nên là những người mà nắm thiên can chữ nhâm đứng đầu địa chi thường là những người có thành công về tài chánh và phát đạt. Cũng như bản mệnh và nạp âm tương sinh thì cuộc sống sẽ gặp thuận lợi sau này, càng về sau thì họ càng tốt hơn. Chữ nhâm là đã tốt rồi, họ đứng đầu địa chi nữa thì họ sẽ có nhiều cái thành công nhất định hơn trong cuộc sống. Và nam tuổi này như đã nói thì họ đã thuận cả số ở trên, họ thuận thí dụ như họ sinh vào tháng tháng lẻ nữa thì là họ thuận số rồi, họ cả có cả nạp âm ngũ hành sinh bản mệnh nữa thì họ có được nhiều sự may mắn rõ ràng, đúng không? Để coi nữ thì sao ha, nữ thì không được may mắn như vậy. Nữ thì nắm cung cấn hành thổ, mà mộc thì khắc tổ, tức là bản mệnh khắc nạp âm ngũ hành, gốc khắc mộc. Thường những người này không có may mắn trong chuyện tình cảm gia đình này. Cuộc sống muốn giàu sang phải đôi lần sóng gió, lấy người chồng mà không không tương hợp thì cuộc sống gia đình sẽ rất là dễ gãy đổ. Không có gặp thuận lợi trên đường đời. Nữ mà nắm thiên can nhâm, nhâm là lỗi mệnh nên cũng không gặp thuận lợi trong cả cuộc sống gia đình. Nhưng thường những người tuổi người mà mang mệnh Tý là đa phần là nhờ con. Có cái sự may mắn là các chị tuổi này tuy là không có đã lỗi số thì không có sung sướng như là nam rồi, nhưng mà được con cái may mắn là vẫn còn được nhờ có con. Thôi kệ, tuổi này bắt đầu mình con cái nó ổn định, nó nhờ có con thì sau này nó cũng cũng là một cái điều tốt cho mình ha. Chứ còn đỡ hơn là cô quạnh không có được gì hết, dù gì đi nữa cũng còn được mấy đứa con. Và tuổi này thì thường tuổi Nhâm Tý thì thường nữ thì cũng có đường con cái rất tốt, ít có người mà ít có con lắm. Rồi đó là những cái nội tại bên trong của tuổi Tý về 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 phương diện làm ăn, về phương diện tình cảm.
Thì bây giờ mình xét thử coi năm nay tuổi Tý họ bị cái gì ha. Và thì tuổi Tý năm nay đối với nam đó, thì có cái sao mà nó cũng khá là khó chịu, đó là sao La Hầu. À, sao này là khẩu thiệt tinh, sao chủ về mồm miệng cửa quan, tai mắt buồn rầu, mà ảnh hưởng nặng cho nam giới về tai tiếng thị phi, kiện thương, bệnh tật, tai nạn. À, một cái sao mà có quá trời cái xấu nó nằm ở trong đó. Hạn là tam kheo. À, tam kheo là có những cái mà xấu về tay chân rồi, đổ máu ha. Vận niên là cẩu cùng phong, chó đi dại dại xấu luôn. À, mạng mộc gặp năm hỏa là sanh xuất xấu, chủ hao về tiền bạc ha. Nhẹ thì bất an trong lòng, gây gổ gia đình ha. Địa chi tuổi Tý gặp năm dậu là tý ngọ mèo dậu. À, đây là lục phá trong 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 địa chi là thấy là xong rồi. Chỉ có cái thiên can nhâm gặp năm đinh là tương hợp tốt thôi, còn có cả năm cái xấu mà xấu nhất vẫn là cái sao cái đồ. À, thì chiếu theo cái âm dương ngũ hành đó, thì năm nay người mà tuổi nhâm tý nam là bại địa của bại địa, là rất là xấu trong cái năm này. À, thì các sao thì nó có sao Long Đức, Long Đức, Thanh Long, Mộc Dục, Thiên La, Lưu Hà, Tuần. À, nhị hợp thì có Thái Tuế, Thiên Việt, Đại Hao, có Đại Hao là thấy tốn tiền rồi đó. À, Văn Tinh, Thiên Khốc, Cung Xung, chiếu thì có Thiếu Dương, Bệnh Phù, Tử. Có Tử là thấy mệt ha, địa vọng. À, đó là những cái sao tương đối là nặng. Sao tam hợp có Thiếu Âm, Phi Liên, Suy, Thiên Hỷ, Trực Phù, Phục Binh. À, đó là những cái mà về chung các sao mà chiếu này. Thì nếu như mà nói như vậy, các sao chiếu như vậy thì phương diện mà làm ăn ấy, trong năm nay thì coi như là vứt đi rồi. Rõ ràng phương diện làm ăn của năm nay thì không có công việc, không có ổn định, làm ăn thì gặp bất trắc này bất trắc kia, không có được nhiều cái sự hanh thông trong công việc. Tuy rằng đó là cái tuổi Nhâm Tý này nếu mà là nam á, thì là thường là người học cao hiểu rộng, thì họ nắm chữ Nhâm mà đứng đầu thiên cái địa chi nữa, mà chữ Nhâm thường thì rất là tốt, mà Nhâm Tý nữa còn tốt nữa. Đó, là có cái cương vị tốt trong xã hội, nhưng mà năm nay không phải là năm của Nhâm Tý. À, làm ăn thì gặp chuyện này chuyện kia, công việc nếu như làm trong nhà nước thì cứ bị đụng chuyện này đụng chuyện kia, nói chuyện nó không đáng lại đem tới nói. Còn cái việc phương diện tài chính thì thiên thiên bại địa cùng cùng cung Thái Bạch, có tọa chủ là sao Đại Hao, cho nên là năm nay là xuất ra tiền nhiều hơn. Nếu không xuất ra tiền thì sẽ tốn về sức khỏe, thậm chí là tốn mạng, gọi là tiền đi thay mạng. À, cho nên là thôi kệ các anh có tiền nó ra thì nó cũng không có đến nỗi nào. Nhưng được có một cái phương diện cuộc sống gia đình của hôm nay, tuy là làm sao kế đô đó, sao La Hầu đó, nhưng mà cuộc sống gia đình của tuổi này ở hôm nay thì nó lại không có bị ảnh hưởng nhiều. Cao lắm thì cũng chỉ là một vài cái mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống thôi, chứ không có đến nỗi nào mà có chia ly hay là cô thần hay là cái gì cả, thì đỡ được có được cái đó. Đó là lòng luận đoán chung của sao mệnh chiếu vào tuổi của các anh ha. Thì bây giờ đã đến là có những cái phần mà tìm hiểu riêng của em về cái tuổi này. Thì nói chung là sao các anh này mạng mộc mà gặp 2 tháng thủy vừa rồi, tức là tháng 6 đinh mùi đó, tháng 6 bình thường và tháng 6 nhuận là tháng đinh mùi, mà thủy thì sinh mộc. À, cho nên là 2 tháng vừa rồi tuy là các anh gặp sao sao chủ xấu, nhưng mà 2 tháng vừa rồi là 2 tháng khá hiền lành, và các anh công việc của anh cũng hanh thông và làm ra tiền. À, tuy nhiên tháng tháng 7 là tháng
Tháng Mộc, tháng Mộc là tháng Mậu Thân. Tháng Thân với tháng Tý thì nó cũng không đến nỗi nào. Để em xem coi, ý là coi tháng Thân với tháng Tý. Thân Tý Thìn, đó thì mình là tam hợp thiếu âm. Nhưng mà đều con cái gặp vào cái tháng mà tháng khắc của bản mệnh, tức là mộc khắc thổ, nhưng mà mộc mình khắc nó chứ không phải nó khắc mình, cho nên là tháng này cũng là tháng làm ra tiền của các anh, tức là tháng 7 là các anh cũng vẫn rất là ok, không có đến nỗi nào. Nhưng mà đến tháng 8, tháng Kỷ Dậu là tháng xung của năm. Tháng xung là Tý Ngọ Mão Dậu, tháng xung của năm cộng với là mình bản mệnh, sao bản mệnh của mình khắc vào thổ nữa, thì cho nên là tháng này thì các anh cẩn thận việc sức khỏe ha, đi đứng cẩn thận một tí xíu, tại vì nó là tháng xung và tháng xung cực kỳ bản mệnh, cho nên là hao tài và tốn sức, cho nên là cẩn thận giùm em tháng 8 ha. Tháng 9 thì Canh Tuất không có gì ha. Tháng Hợi, tháng Kim là tháng Canh Tuất, cái tháng tháng Tân Hợi là tháng Kim mà là Kim khắc Mộc, cho nên tháng này thì chủ yếu về sức khỏe là nhiều, tiền bạc thì cũng không có đến nỗi nào, tại vì Kim mà nó khắc Mộc thì nó sẽ chủ hao về sức khỏe là chủ yếu, chứ không phải là về 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 tiền bạc. Tiền bạc thì đã nói là sao kế đô thì có sao lại hao chiếu ở bên trong nữa, thì không thể nào mà không tốn tiền, nhưng mà như đã nói thà tốn tiền còn hơn tốn sức và tốn tốn mạng ha. Tới tháng Tý, tháng Tý là tháng tuổi, cộng với tháng Mộc là tháng Nhâm Tý luôn. Thì tháng này là tháng tuổi cộng với lại cái tháng bản mệnh của mình, thì đây là tháng tháng xấu ha, tháng tháng kỵ của năm Dậu luôn, cho nên là tháng này mới là tháng cẩn thận nhiều nhất của năm này. Bản mệnh của mình đã xấu nguyên một năm, có kế đô đại hao và một số sao xấu khác là chiếu vào mình, nhưng nên nhớ là tháng này mình cái sao bản mệnh của mình nó còn yếu đi nữa, thì ví dụ các sao Long Đức ha, sao ấy thì nó sẽ còn yếu hơn nữa, thì tháng này các anh cẩn thận giùm em. Trong tháng này thì là đề phòng kẻ gian ở phía sau đâm thọc nè, đó đề phòng kẻ gian ở phía sau đâm thọc mình, và đề phòng tiền bạc cũng như là tai nạn. Tháng này kể cả mạng của mình cũng phải cẩn thận 100%, tại vì tháng này là tháng xấu nhất của năm đại hạn kế đô, đại hạn là hầu của mình, cho nên là các anh cẩn thận giùm em ha. Rồi tháng tới, tháng Quý Sửu thì không sao, vượt qua tháng 11 thì mọi chuyện đều êm xuôi. Như vậy thì trong luận đoán của năm nay thì các anh cẩn thận giùm em tháng 8, tháng Kỷ Dậu và tháng 9 là tháng Nhâm Tý. Và nhưng mà tháng 8 thì tương đối nhẹ nhàng hơn tháng 10, 11 Nhâm Tý. Cho nên là luận đoán chung năm nay là đối với các anh 6 tháng cuối năm thì không phải là 6 tháng thành công. 6 tháng sẽ ra tiền tốn sức, nhưng mà được về cái là phương diện tình cảm thì không có gì ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà cũng phải cẩn thận, trong tháng 11 là mình cũng có sẽ gây gổ gia đình này kia. Tại vì mình làm ăn không được thì rất là dễ về gây gổ với lại bà xã, nhất là những người có vợ chồng không có hợp mạng. Những người vợ chồng mà thí dụ anh lấy mạng của anh, mạng mộc mà anh lấy một người nào đó mạng kim đi, thì những người đó thì phải cẩn thận. Thì em tháng 11 thì tháng 11 sẽ rất là dễ gây ra những cái xào xáo trong gia đình. Rồi đó là luận đoán chung của các anh, thì xem thì coi các chị tuổi này như thế nào. Thường thì họ em có tìm hiểu thì em thấy là các chị là cũng là sao kế đô, mà Mộc Đức với kế đô, quên, La Hầu với kế đô thì là xấu cũng đều như nhau thôi. Tuổi của chị năm nay á là dưỡng sao kế đô nè, sao hung dữ, ám muội, thị phi, buồn rầu, cũng giống như là sao kia. Hạn thì thiên tinh, mắc phải dạ tai nhục hình, vận niên cẩu cù phong, mộc gặp hỏa là sinh xuất bất an tốn tiền, tý gặp dậu là lục phá ha. Thiên can chỉ có một cái nhâm nó đinh là tốt thôi, thì mọi thứ đều như nhau. Mọi thứ thì thật là như nhau của tuổi kia, của tuổi nam. Chiếu theo vận mệnh á thì tuổi Nhâm Tý, đối với tuổi Nhâm Tý năm nay là vương địa,
lại là vương địa tốt à, nghe không? Có như vậy nhưng mà lại là vương địa, tức là mọi thứ đều luận đoán hôm nay thiên khóc à. Đối với sách thì nó nói đây là năm vương địa chứ không phải là năm bại địa à. Hướng tại vì cái hướng là thuộc hành thổ luôn, hướng tây nam cho nên là thiên tây, cho nên là thuộc vương địa hành tốt. Tọa cung tiểu vận có phúc đức, thiên đức, lực sĩ, kinh dương, quả tú, địa vọng à. Có quả tú thì có cái việc chia ly rồi tình cảm, có việc gì đó không có. Thay vì đó là cô thần thì dành cho nam, quả tú là dành cho nữ, là chỉ cái sự cô đơn của có chịu chia ly trong tình cảm à, đó. Thì có thiếu âm, hỷ thần, hỏa lộc, tuần triệt, có đào hoa nè, nguyệt đức nè, thiên khôi, thiên trụ, tử phù, đại hao, hóa quyền à. Có đại hao ha, nhưng mà có được cái nguyệt đức khống chế lại cái đại hao thì mình cũng đỡ đi. Thì nếu như vậy á thì lực đón năm nay á thì thiếu dương phúc đức, phải không, tử phù, cho nên á, là có được cái sự may mắn trong công việc làm ăn. Tuy rằng năm nay các chị sao kế đô, nhưng mà các chị đến giờ thì vẫn có sự may mắn trong làm ăn, chứ không phải là sao kế đô năm nay rồi các chị xấu từ đầu năm tới giờ mà là nói là không đúng. À, nếu như mà có thiên đức, nguyệt đức ha, rồi thiếu dương mà chiếu thì không thể nào nói là ấy được. Năm nay tuy là các chị nằm sau kế đô nhưng mà các chị có thu nhập tài chính từ đầu năm đến giờ là khá giả, không có nhiều thất bại đâu. Đó là từ đầu năm giờ mà nhâm tý, mà nói nhâm tý nữ mà không có thu thu tiền thì đó là có thể là những người đó là chắc là nghiệp lớn lắm cho nên mới vậy. Chứ còn thật sự ra thì nếu đúng tử vi thì chắc chắn là các chị sẽ có tiền à. Năm nay có lộc tồn nè, vi hiểu à, thần chiếu, cho nên là thu nhập rất nhiều nhưng thất thoát chi tiêu cũng không ít à, có làm ra tiền nhưng mà có thất thoát chi tiêu à. Rồi phương diện tình cảm của các chị thì cũng vậy, thì năm nay là năm có đào hoa, có cô thần thì có gây lộn còn này kia, nhưng mà cũng có đào hoa, tức là có được cái sự hạnh phúc trong tình cảm nhưng mà cũng có sự gây gổ. Nhiều khi gây gổ xong rồi mình lại hòa hợp với nhau để hạnh phúc, đó là những cái. Còn ví dụ như chị nào mà đã lỡ mà có gãy đổ thì năm nay là có sao chiếu mệnh đào hoa thì có tình cảm yêu đương trong cuộc sống. Rồi đó là những cái chung về sách vở, còn đây là những cái riêng thì em như em đã nói đối với tuổi nam thì 2 tháng vừa rồi, nếu như mà về phương diện tài chính thì 2 tháng vừa rồi, 2 tháng thủy vừa rồi, thủy sinh mộc cộng với đinh mùi thì nó không có chuyện gì xảy ra, thì em nghĩ rằng là hai chị mấy chị tuổi này như đã nói thì sẽ tiến ra tiền. Nhưng mà mấy chị tuổi này là gì nè, âm dương họ nghịch lý thổ khắc bản mệnh, thổ khắc mộc bản mệnh mà hồi nãy em nói là nội tại á, cho nên là cũng gặp rất nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm gia đình. Tuy là có một năm làm ăn tương đối nhưng ngược lại thì cũng có những sự rắc rối nhất định ở trong cuộc sống gia đình. Là tháng tháng thân thì cũng không có gì, nhưng mà tháng dậu tiếng ngọ mèo dậu, thân tí thìn thì như đã nói là tháng tam hợp thiếu âm rồi thì mình không nói rồi. Nhưng mà tháng dậu này, tháng dậu thì các chị cũng giống như các anh thôi, sẽ có nhiều cái tai ương rồi xảy đến với mình. Gặp các chị là không được may mắn như các anh, là nội tại là bản thân nội tại đã có cái sự tranh đấu với giữa bản mệnh với khắc giữa nạp âm ngũ hành với bản mệnh, cho nên mà khi mà xảy ra việc xấu thì họ sẽ hay hay đưa đến những cái việc xấu, cho nên là cẩn thận hơn các anh nam ha. Như các anh nam thì tuy là cái sao xấu không có cái về chủ về tiền bạc, nhưng mà các anh nam là được có một cái là bản mệnh với nạp âm ngũ hành họ tương sinh với nhau, cho nên họ có cái sự may mắn để vượt qua những lúc khó khăn. Còn mình thì các chị nữ thì không được như vậy, nội tại đã có cái sự đấu tranh rồi
được có sự xung khắc rồi, thì những cái sáng thui sáng đổi này thì họ hay gặp những cái chuyện rắc rối hơn các anh nam. Và cho nên là cái việc tiền bạc trong tháng này, thí dụ như tháng 7 họ làm được thì tháng 8 họ sẽ làm rất nhiều, tỷ cung bậc của quái đó rất nhiều, cung bậc lại đỏ và đen, thí dụ như mình nói là âm dương, âm dương đó họ sẽ rất là cao, cho nên là sẽ hay gặp rắc rối. Và nhất là tháng 11 ha, tháng 11 các chị là đủ thứ chuyện hết, gây gỗ gia đình rồi là hao tài tốn của, thị phi, nhiều khi chuyện không phải của mình mà đứng đứng nghe cái hồi về người ta đổi thừa là có mình ở trong đó. Cho nên là tốt nhất tháng 11 này thì các chị cố gắng tránh né, đi chùa làm phước. Mà tuổi Nhâm Tý này thường là có lòng tin về Phật pháp, có lòng tin về cái việc quả báo, cho nên là cố gắng làm phước trong năm nay để vượt qua cái năm hạn kế đô cách nhẹ nhàng, nhất là tháng 11 này. Rồi, đó là luận đoán chung của em về 6 tháng cuối năm của tuổi Nhâm Tý, một trong những cái tuổi cả nam lẫn nữ đều có sao chủ rất là xấu chiếu mệnh. Và mong rằng đó là những cái thông tin cần thiết để anh chị có biết để điều chỉnh cái nhịp độ cuộc sống hoặc là nhịp độ đầu tư làm ăn của mình để có được cái thu hoạch tốt. Các chị thì có thể thu hoạch tốt về tiền nhưng mà sẽ không tốt về tình cảm gia đình và những cái việc khác. Thì mong rằng cuối năm các anh chị sẽ vượt qua nó nhẹ nhàng và có được một cái Tết rất là may mắn. Bye bye, hẹn gặp lại các anh chị. Các anh chị muốn xem tuổi khác hoặc là chia sẻ với gia đình thì bấm theo dõi kênh của em, đăng ký kênh của em để khi em có clip khác thì sẽ báo cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại.